Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình là Mãn. Và video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đánh nhị lan hay còn gọi là dương tiễn. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Trước tiên, ở phần côn pháp thì mọi người sử dụng cho mình bất cứ cái côn pháp nào mà mọi người thích. Nhưng mà với cái tỷ lệ bạo kích cao một chút xíu, tỷ lệ bạo kích càng cao càng tốt. Khi tỷ lệ bạo kích cao ấy, nó sẽ kích hoạt được cái hiệu ứng bộ giáp mà chúng ta sẽ mặc. Pháp bảo thì mọi người sử dụng cho mình quạt ba tiêu. Sau khi hoàn thành xong chapter 5, mọi người sẽ được quạt ba tiêu. Phần tinh phách thì mọi người sử dụng cho mình cái con dơi băng này. Con dơi băng này sẽ nhận được khi mà mọi người hoàn thành chapter 3 và thành công khi đóng băng nhị lan ở giai đoạn trên 50% máu. Dưới 50% máu thì nhị lan sẽ kháng băng nha mọi người. Về phần giáp thì chúng ta mặc cái bộ giáp của chapter 3 sau khi đánh xong hoàng mi. Bộ giáp này mọi người hiểu đơn giản thôi là nó sẽ hồi một lượng nguyên khí lớn. Nguyên khí là để cung cấp thời gian hồi chiêu cho pháp bảo với lại tinh phách. Khi mà mọi người ra đòn chí mạng nó sẽ hồi rất nhiều nguyên khí cho mọi người. Thuốc thì mọi người có thể sử dụng cho mình ba loại thuốc cơ bản này. Thuốc cũng không quan trọng cho lắm cho nên là mình sẽ không nói quá nhiều. Nhưng mà quan trọng là cái loại thuốc này. Thuốc này nếu như mọi người đánh nhị lan quá vất vả có thể dùng nó có thể hồi sinh mọi người dậy thêm một mạng nữa. Và một loại thuốc nữa, khi mọi người hết hồ lô rồi có thể sử dụng loại thuốc này, nó sẽ hồi phục toàn bộ sinh lực của mọi người và loại bỏ những trạng thái tứ đại họa. Rượu bào chế thì mọi người lấy cho mình các cái bình rượu này nhé. Khi mọi người uống hồ lô thì nó sẽ cung cấp cho mọi người một lượng nguyên khí đáng kể, nó giúp cho mọi người hồi tinh phách và pháp bảo nhé. Và đây là vị trí lấy bình rượu. Bình rượu sẽ nằm ngay đây sau khi mọi người đi đến vị trí này. Và tiếp theo là phần căn cơ. Ở phần này thì mọi người để ý cho mình cái đòn xây côn này thôi là được. Xây côn này giúp cho mọi người hồi rất nhiều điểm nổ côn. Và để kích hoạt kỹ năng của bộ đồ thì mọi người cần cộng rất nhiều điểm tỷ lệ bạo kích vào đây nhé. Tỷ lệ bạo kích càng cao càng tốt. Kế tiếp là phần côn pháp thì mọi người cộng full cho mình lên phần đập. Cộng y chang như mình là được. Kỹ thuật thì mọi người sử dụng cho mình phép định thân và cộng full giúp mình. Khi cộng full ấy, thì nó sẽ tăng thêm thời gian định thân. Chúng ta sẽ quay côn nhiều hơn. Thân pháp thì tụ hình tán khí. Hào mau thì bình thường. Và đặc biệt hơn cả đó chính là phép biến hình. Khi mọi người biến hình thành con người đá này thì nó sẽ giúp cho mọi người phá đi lớp giáp của nhị lan. Và đây là vị trí của phép biến hình. Vị trí của phép biến hình là một nhiệm vụ. Khi mọi người đi đến con đường này, mọi người sẽ gặp một NPC. Và một khi mọi người nói chuyện với NPC này ấy, thì mọi người cần phải làm questline của NPC này bằng cách giải cứu NPC này, con người đá này. Sau khi nói chuyện xong, mọi người đi dịch chuyển tới vị trí kế tiếp. Đây là vị trí của thạch mẫu. Sau khi mọi người đánh bại thạch mẫu, người sẽ được một vật phẩm quan trọng và quay lại đưa cho con người đá khi nãy nhé. Sau khi đầy đủ tất cả những đồ nghề rồi thì chúng ta bắt đầu đánh boss thôi. Trước tiên mọi người sử dụng cho mình pháp bảo quạt gió trước khoảng cách nha, và nhanh chóng sử dụng cho mình thuốc trong thời gian pháp bảo đang hoạt động. Và lúc này mọi người đứng hô gậy giúp mình, hô khi nào đủ điểm gậy thì mọi người hãy đập nhé. Rồi vào thẳng máu, sau đó sử dụng điểm tinh phách để đóng băng nhị lan. Khi đóng băng nhị lan, mọi người lao vào quay côn, quay nhiệt tình vào nhé, xây thật nhiệt tình, xây để chúng ta có thể tích được 4 điểm nổ côn. Khi 4 điểm nổ côn thì mọi người đập thôi. Đấy, chúng ta đã xong phase 1.
Lúc này mọi người để ý cho mình cây rìu nhé. Khi cây rìu nó hạ xuống, nó sẽ tạo ra một cái làn sóng. Mọi người chỉ cần nhảy lên là có thể né được cái làn sóng đấy. Và tiếp theo là sử dụng pháp bảo. Rồi, chúng ta tập côn. Sau đó là biến thành tinh phách. Đóng băng nhị lan tiếp. Rồi chúng ta lại lao vào, chúng ta xoay côn. Lúc này khi pháp bảo với lại tinh phách chưa hồi thì có thể dùng định thân và tiếp tục xoay côn. Rồi, hồi đầy đủ hết rồi thì chúng ta dùng 4 điểm ngộ côn và đánh nhị lan. Và chúng ta đã sang phay thứ hai. Rồi, ở đoạn này nhị lan sẽ phi kiếm, mọi người chỉ cần đứng yên một chỗ xây côn thôi. Đấy, và sử dụng tụ hình tán khí để mọi người cảm giác như là rất là khó né. Và sau khi xong thì pháp bảo vừa rồi chúng ta đã tích thì bây giờ chúng ta lại sử dụng tiếp. Nhớ hô gậy và đợi khi nào nhị lan bể giáp thì hãy đánh nha. Đóng băng. Và hiện tại nhị lan đang dưới 50% máu cho nên đóng băng không còn tác dụng nữa. Chúng ta chỉ còn dùng phép định thân mà thôi. Rồi tiếp tục phi kiếm và chúng ta lại tiếp tục xây côn. Đấy, mọi người có thể né như kiểu bình thường hoặc sử dụng tụ hình tán khí để né. Lúc này giáp đã hồi nhưng mà hiện tại chúng ta không còn phép gì nữa hết, cho nên là chỉ còn phép biến thành con người đá thôi. Và chúng ta biến thành con người đá. Lúc này nhị lan sẽ không phá phép biến hình của chúng ta, tại vì nhị lan sẽ khinh thường cục đá này, nó vô dụng ấy. Nhưng mà chúng ta thì cứ đánh thường liên tục, cứ dập đầu liên tục để phá đi cái lớp giáp của nhị lan. Thấy mọi người sử dụng trực trái là được. Đây chúng ta hao mòn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Rồi sau khi phá được một khá khá lớp giáp rồi, hiện tại thì chúng ta lao vào chúng ta đánh để phá những lớp giáp còn lại thôi. Mọi người có thể sử dụng xây côn để mà phá giáp nó sẽ nhanh hơn á. Rồi pháp bảo với lại tinh phách lại hồi. Chúng ta hiện tại chỉ có thể dùng tinh phách để mà gây đam thôi, chứ không còn đóng băng được nhị lan nữa. Bây giờ giáp lại hồi, chúng ta lại sử dụng pháp bảo tiếp. Chúng ta chỉ để pháp bảo khi nào mà nhị lan có giáp thôi. Còn lại lúc nhị lan bị phá giáp rồi, chúng ta đánh có thể stun được nhị lan. Đấy, cứ hết giáp chúng ta mới đặt. Có thể định thân để mà tiếp tục chơi côn để mà hồi pháp bảo. Rồi đại này nếu như mọi người lỡ gì mà có xây côn mà không có hồi kịp ấy, thì mọi người sử dụng cho mình mấy cái bình hồ lô nhé. Khi uống thì nó sẽ hồi cho mọi người pháp bảo ấy. Nó cung cấp cho người lực lượng nguyên khí. Chúng ta lại tiếp tục xài quạt gió tiếp. Và đoạn này thì do mình đánh cho nên là nhị lan mới đánh chải, cho nên mọi người đừng có đánh lúc mà nhị lan đang còn giáp và bị lấp cháy đi làm tôi nha. Đấy, lúc này nếu như mọi người cần phá giáp thêm và cần pháp bảo thêm ấy thì có thể uống thêm hồ lô. Đấy, mọi người có thể uống hồ lô hoặc là sử dụng tụ hình tán khí để uống dễ hơn. Khi mọi người sử dụng hồ lô thì nó sẽ cung cấp một lượng nguyên khí rất là lớn để chúng ta hồi pháp bảo và tinh phách. Và hiện tại chúng ta chỉ cần pháp bảo mà thôi, nên là khi mà hồi pháp bảo rồi thì chúng ta cứ tiếp tục vạch gió tiếp. Đấy, lúc này lại phá giáp. Nếu như mà mọi người không tích kịp, có thể uống hồ lô để mà cung cấp một lượng nguyên khí để chúng ta có thể hồi pháp bảo ấy. Và thế là xong. Chúc mọi người thành công. Nếu mọi người thấy video này hay và bổ ích cho xin mình xin một like và đăng ký. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Bye bye.
不如随我先回天上大醉三天，再大战300回合。